Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là bốc bát hương, lau dọn bàn thờ hay là bốc lại bát hương, tỉa chân nhang trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, cái việc bốc bát hương, lau dọn bàn thờ hay là tỉa chân nhang ấy, nó là cái việc hết sức quan trọng và nó mang cái ý nghĩa tâm linh vô cùng là sâu sắc. Bát hương là cái nơi linh thiêng, là cái nơi hội tụ cái linh khí, lưu giữ cái linh khí của gia tiên, và là cái nơi để con cháu nguyện cầu, thể hiện cái tấm lòng thành kính, thể hiện cái đạo hiếu đối với các bậc bề trên. Và để cho cái không gian thờ cúng được sạch sẽ, linh thiêng, cũng như là để cho bát hương nó phát huy công dụng tốt nhất ấy, thì trong bát hương quý vị cần phải luôn có nhé, hãy luôn có một cái gói cốt thất bảo. Cốt thất bảo làm 7 cái bảo vật, đấy, 7 cái bảo vật đặt trong bát hương. Nó bao gồm có 7 thứ, tức là vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, phỉ thúy và hổ phách. Thì đây là những cái thứ mà cúng dường cho Đức Phật khi Ngài giáng thế, và được sử dụng làm cái cốt thất bảo để lưu giữ cái linh khí của gia tiên, lưu giữ cái lời nguyện cầu của gia chủ. Từ đó sẽ giúp cho bát hương nó có linh, nó được linh ứng hơn. Đấy, cầu gì thì sẽ được đấy. Đó. Cái cốt thất bảo cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng. Bên cạnh đó thì trong gói cốt thất bảo có kèm theo cái tờ giấy di hiệu để viết là tên chúng ta thờ ai. Vị bát hương thần linh thì có thể ghi là gì? Phụng thờ thần linh thổ địa chư vị tôn thần. Thì trong cái hướng dẫn của cái gói cốt thất bảo thì đều có hết các cách ghi cho từng bát hương nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái gói cốt thất bảo để bốc bát hương, để giúp cho gì? Bát hương được linh ứng hơn, cầu nguyện nó sẽ được gì? Thành tâm và cầu gì được đấy. Đó. Thưa quý vị, thì ngoài cái tờ giấy hiệu ấy, thì chúng ta sẽ còn một cái gì? Cái tờ giấy trang kim để gói cái cốt thất bảo, để bảo vệ cái cốt thất bảo cho được linh ứng hơn. Bên cạnh đó thì trong mỗi gói cốt thất bảo sẽ có một cái cây trầm để quý vị xông sau khi mà bốc lại bát hương. Đó. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào cái bước là chọn ra ngày tốt. Đó. Thì sau khi đã kiểm tra ban thờ, lau dọn bát hương được sạch sẽ thơm tho rồi ấy, thì quý vị bắt đầu chọn ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là bốc bát hương. Thì quý vị được biết ấy, tháng 3 âm lịch thì nó khởi từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 dương lịch. Tháng 3 nó là tháng Mậu Thìn, nó là tháng thiếu, chỉ có 29 ngày. Và ngày mùng 1 thì nó là ngày Quý Mão. Đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra cái ngày tốt thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là gì? Ngày tốt toàn thư nhá. Trong cái việc thờ cúng thì chúng ta sẽ sử dụng cái Hứa Chân Quân Ngọc Hợp Ký để chúng ta tìm ra những ngày tốt lành nhất. Hứa Chân Quân Ngọc Ký thì nó có viết là gì? Ông Hứa Chân Quân thấy người đời tắc phúc thiên nguyện, bái biểu tượng trương làm chay, có người được phúc, có kẻ thì sinh ra tội họa. Có nhà cầu đảo mà sinh ra họa phá tận con cháu, như vậy là tại sao? Vì thế ông Hứa Chân Quân mới sát trong cái bản án thiên tào thì thấy, chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày trung tiến tổ tiên, không biết những ngày trong vòng 60 của lục thập qua giáp trong tuần ở các vì sao, hoặc ở nhân gian hoặc ở địa phủ. Vì thế, dĩ trí phạm phải, con cháu sẽ phải chịu tai họa. Vì thế, ngày Hứa Chân Quân mới chép rành rẽ ra quyển Ngọc Hoàng Thông Thư để các vị quốc sư, đạo sĩ, nhân dân, mỗi khi có việc tế lễ, cầu thần, lễ Phật, tránh những ngày thiên cách, địa cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục thập qua giáp ấy, thì tự nhiên biết được những điều cắt hung. Quý vị hãy mở trang 164 nhé, 164 của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Cũng như là gì? Liên hệ với số điện thoại Zalo này để được tư vấn cái việc bốc bát hương hoàn toàn là miễn phí nhé. Miễn phí cái việc bốc bát hương. Cũng như là gì? Chọn ra ngày tốt bốc bát hương thì hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Những ngày xấu cần tránh để cho việc bốc bát hương trong cái tháng 3 âm lịch thì bao gồm những ngày sau. Ngày đầu tiên là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 3 thì nó sẽ là ngày Mùi nhá. Đó. Nó sẽ bao gồm có 3 ngày, mùng 5, 17 và ngày 29. Đó. Tiếp theo, ngày Thụ Tử thì nó sẽ là ngày Hợi. Ngày Hợi chúng ta sẽ có 2 ngày, mùng 9 là Tân Hợi và ngày 21 là ngày Quý Hợi. Ngày số thứ 3 chúng ta cần phải loại bỏ là ngày Nguyệt Phá. Nguyệt Phá nó là ngày Tuất. Nó gồm ngày mùng 8 là ngày Canh Tuất và ngày 20 là ngày Nhâm Tuất. Tiếp đến là quý vị cần phải loại bỏ cái ngày gì? Ngày Thiên Địa Chuyển Sát, nó là ngày Tân Mão và Ất Mão. Thì trong tháng này chỉ có ngày Ất Mão thôi. Một ngày nào sống nữa mà quý vị cũng cần loại bỏ nhé, đó là ngày Tam Nương. Đó.
tháng lương bao gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27. Thì cái ngày mùng 3 ấy, nó rơi vào ngày Ất Tỵ này. Ngày mùng 7 thì nó là ngày Kỷ Dậu. Ngày 13 nó rơi vào ngày Ất Mão. Ngày 18 nó là ngày Canh Thân. Ngày 22 là ngày Giáp Tý. Và ngày 27 là ngày Kỷ Tỵ. Đó là những ngày tam lương. Tiếp đến là ngày Nguyệt Kỵ thì chúng ta có 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Ngày mùng 5 ấy, thì nó là ngày Đinh Mùi. 14 nó rơi vào ngày Bính Thìn. Và ngày 23 nó rơi vào ngày Ất Xíu. Đó. Đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải kiêng kỵ cho việc bốc quân hương. Như vậy ngày bốc quân hương thì cũng rất ít kiêng kỵ đúng không ạ? Tiếp theo, sau khi loại bỏ những ngày xấu rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái hứa trên quân ngọc hợp ký để chúng ta tìm ra những ngày lành tháng tốt, tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Đó. Ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày mùng 1 Quý Mão và ngày mùng 2 là ngày Giáp Thìn. Đó. Ngày Quý Mão và ngày Giáp Thìn. Ngày Quý Mão thì là chư thần hội họp để làm sớ, nên ai làm lễ cầu thần lễ Phật thì rất là tốt. Đấy. Ngày mùng 2 Giáp Thìn cũng vậy. Ngày mùng 2 Giáp Thìn thì chư thần tại cung trời lễ bái làm phúc, cầu phúc cũng rất tốt. Như vậy là chúng ta ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 1 này. Là ngày Quý Mão. Thứ hai là ngày mùng 2 là ngày Giáp Thìn. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét đến ngày mùng 1, mùng 2 đến ngày mùng 3 từ ngày Ất Tỵ. Ngày Ất Tỵ thì chư thần tại nhân gian, nhưng mà ngày Ất Tỵ thì phạm ngày tam lương đúng không ạ? Ngày mùng 4 là ngày Bính Ngọ thì chư thần ở trên trời không ở có nhân gian, nên lễ bái cầu phúc thì rất là xấu, ngày mùng 4 không dùng được nhé. Tiếp đến ngày mùng 4 Bính Ngọ này, ngày mùng 5. Ngày mùng 5 là ngày Đinh Mùi thì phạm ngày Nguyệt Kỵ rồi. Nhưng mà cái ngày này thì trong hiệp kỷ cũng nói là gì? Chư thần tại địa phủ nếu mà cầu phúc lễ bái biểu trương thì rất là tốt, nhưng mà nó phạm vào ngày Nguyệt Kỵ chúng ta không dùng nhé. Tiếp đến chúng ta xét đến ngày mùng 6 là ngày Mậu Thân. Ngày Mậu Thân thì chư thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ, nếu mà tế tự lễ bái thì bị sát sư tổn gia trưởng, như vậy cái ngày này xấu. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày Kỷ Dậu. Ngày Kỷ Dậu là ngày mùng 7 thì là ngày tam lương đúng không ạ? Tiếp đến là ngày Canh Tuất, ngày Tân Hợi. Ngày Canh Tuất, ngày Tân Hợi ngày mùng 8, mùng 9. Mùng 8, mùng 9 thì chư thần tại thiên, nếu mà lễ bái thì tạm được, còn nếu biểu trương thì xấu. Đó, như vậy là cái ngày này, hai ngày này cũng không dùng được, nó rơi vào ngày Nguyệt Phá và ngày Thụ Tử. Tiếp đến ngày mùng 10 và ngày 11. Ngày mùng 10 là ngày Nhâm Tý, ngày Nhâm Tý và ngày Quý Sửu thì lễ bái xấu vì các thần đều ở trên thiên cung, đó không dùng được nhá. Hai ngày này xấu. Tiếp theo chúng ta xét ngày 12. 12 là ngày Giáp Dần. Ngày Giáp Dần, ngày Ất Mão thì chư thần ở nhân gian địa phủ lễ bái cầu phúc hay là tế tự đều rất xấu. 12 này, 13 đều xấu. Tiếp đến ngày 14, ngày 15. Ngày 14 là ngày Bính Thìn, ngày Đinh Tỵ, ngày Mậu Ngọ, ngày Kỷ Mùi. Tức là 4 ngày là Bính Thìn này, Đinh Tỵ này, Mậu Ngọ này, Kỷ Mùi này thì đều là xấu nhá. Vì là 4 ngày này thì chư thần trị thiên, 4 ngày này tế tự lễ bái tất cả đều xấu. Tiếp đến ngày Canh Thân. Ngày Canh Thân là ngày 18 thì bị phạm ngày gì? Ngày tam lương. Trong cái hứa trên quân ngọc ký có viết là ngày này là cửa trời mùng ngũ phúc nó mở cửa, lễ bái làm chay thượng biểu trương chiêu hồn thì được lộc 100%, rất là tốt. Nhưng mà vướng vào ngày tam lương chúng ta cũng không dùng nhé. Tiếp đến chúng ta xét ngày 19, ngày Tân Dậu thì chư thần Hầu và Hoàng sai xuống nhân gian địa phủ tế lễ bái tự rất là xấu. Đó, như vậy là gì? Ngày Tân Dậu, ngày 19 này cũng xấu này. Tiếp theo cuối cùng là ngày Nhâm Tuất và ngày Quý Hợi. Nhâm Tuất và Quý Hợi thì một cái ngày phạm ngày Nguyệt Phá và một ngày Thụ Tử, chúng ta không xét nhé. Tiếp theo chúng ta xét ngày Giáp Tý. Ngày Giáp Tý thì phạm ngày tam lương. Ngày Ất Xỉu thì bị phạm ngày gì? Nguyệt Kỵ. Đó. Tiếp theo chúng ta xét ngày Bính Dần, ngày 24. Ngày 24 Bính Dần thì ngày này là nhiệt thư tại thiên, tức là thần ở trên trời ấy. Nếu mà dùng lễ bái cầu phúc tế tự chiêu hồn hay thì gì, sinh ra tai họa, không nên dùng. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ. Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, tức là ngày Đinh Mão là ngày 25 đấy. 25 ngày Đinh Mão thì bách thần ở dưới đất, ba ngày này tốt cho mọi việc, cầu phúc tế tự lễ bái thượng biểu chiêu hồn bái mệnh.
lập đàn hay là làm chay cầu phúc thì cũng được tốt 100%. Như vậy chúng ta ngày tốt thứ ba là ngày gì? 25. Là ngày Đinh Mão. Và ngày 26 là ngày Mậu Thìn. Ngày Kỷ Tỵ thì nó phạm ngày 27 là phạm ngày Tam Nương nhá. À, tiếp theo chúng ta còn ngày 28, ngày Canh Ngọ và ngày Tân Mùi, hay chính là Tân Mùi. Thì hai ngày này đều xấu nhá, chúng ta không dùng được nhá. Đó. À, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc bốc bát hương nhá. Bốc bát hương trong cái tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Như vậy là trong cái tháng 3 âm lịch chúng ta có rất ít ngày tốt để tiến hành công việc bốc bát hương, là bàn thờ, đúng không? Chúng ta chỉ có 4 ngày thôi. Ngày đầu tiên là ngày mùng 1 là ngày Quý Mão. Ngày thứ hai là ngày mùng 2 là ngày Giáp Thìn. Ngày tốt thứ ba là ngày 25 là ngày Đinh Mão. Và ngày tốt thứ tư là ngày 26 là ngày Mậu Thìn. Thì đó là các ngày mà quý vị có thể tiến hành công việc bốc bát hương, là bàn thờ được. Đó. À, thì quý vị hãy chọn ra cho mình những ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành mọi việc cho được thuận lợi, may mắn và bình an nhé. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc bốc bát hương, lập ban thờ hay là lau dọn bàn thờ. Đó. Thì để cái việc bốc bát hương ấy, nó là một việc rất quan trọng. Nên cái đồ cúng bốc bát hương ấy, nó cũng phải là gì? Thơm tho sạch sẽ. Vì vậy trước khi chúng quý vị tiến hành công việc bốc bát hương thì quý vị hãy gì? Sử dụng cái nước bao sái ban thờ nhất tâm hương để gì? Để bao sái lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ thơm tho. Khi đó thì gì? Cái không gian thờ cúng nó trở nên linh thiêng và trang trọng hơn. Bên cạnh đó, khi mà lau ban thờ, quý vị cũng nên dùng một cái khăn mới nhé, khăn mới để lau. Và cái khăn mới, khăn sạch này không dùng chung với các đồ lau đồ vật khác ngoài đồ vật thờ cúng. Và cái khăn này cũng được kèm theo chai nước nhất tâm hương. À, vậy nên là gì? Quý vị có thể là thỉnh về dùng ngay. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương, giúp cho gì? Lau dọn ban thờ được thơm tho sạch sẽ, giúp không gian thờ cúng được gì sạch sẽ hơn, cầu gì được nấy. À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là gì, bốc bát hương, lau dọn bàn thờ hoặc là gì, tỉa chân nhang trong cái tháng 3 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.